Không có phước nào lớn hơn là phước hiếu với cha mẹ.
không có tội nào lớn hơn là tội bất hiếu với cha mẹ. Cho nên truyền thống của Phật giáo luôn luôn dạy người Phật tử phải hiếu thảo với cha mẹ, chẳng những khi còn sống mà lúc đã quá vãng. Khi còn sống thì cơ hội phụng dưỡng cha mẹ, chén cơm, ấm nước, cốc trà. Nhưng mà khi cha mẹ đã qua đời rồi, cái phần quan trọng nhất là chú trọng về hương linh của người thân của mình. Nhờ phước đức mà Phật tử gieo trồng cúng dường chư công đức tăng ni và tam bảo, phước đức đó sẽ hồi hướng lại cho hương linh được thừa hưởng đủ duyên lành thì bản sanh về tây phương cực lạc quốc, chưa đủ duyên lành thì sanh vào thế giới an lành trong một đất nước đạo đức và trong một gia đình đạo đức có phước báo thừa hưởng. Thì đó là điều mà truyền thống Phật giáo luôn luôn dạy người Phật tử phải nhớ và làm theo những lời Đức Phật dạy. Đó là ý nghĩa về độ tử, ý nghĩa độ sanh. Thầy nói vắn tắt là mỗi khi chúng ta có người thân qua đời, nhắc nhở chúng ta lời Đức Phật dạy là trên cõi đời này tất cả đều là vô thường. Dẫu rằng người thân quyến nhất của mình rồi cũng phải ra đi, đó để làm cho mình thức tỉnh. Và thường thường có những gia đình trọn đời không biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, biết Tam Bảo là gì, nhưng mà khi cha mẹ qua đời là cái cơ hội mà thức tỉnh và trở về với Tam Bảo để nhờ phước đức của chư Tăng cầu nguyện chú nguyện để cho hương linh được vãng sanh cực lạc quốc. Điều đó thức tỉnh để cho người Phật tử gắn tu tạo phước lành cho chính mình, cho người thân và kể cả cho những kiếp lai sanh của mình. Và thầy cũng có đôi lời thay chư Tôn Đức Tăng Ni với gia đình Phật tử. Sau đây cũng cung thỉnh đi trưởng có một vài lời đối với gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bái bạch hòa thượng, con kính cao thủy tăng ni, thành các tượng lan quan gia đình giáo nhi. Thưa cô, con có lời chia sẻ với gia đình cô Hằng, hàng người chồng là Hằng Thanh Sơn đã ra đi trong cuộc tranh này vừa qua. Cũng như hiện tại sau khi cô chồng đã ra đi thì cô Linh lúc nào cũng gần với thầy giáo, thầy nào cũng cùng với gia đình đến với chiếu là đề Phật tổ thầy, và sau đó là cũng cô chư cô Linh luôn luôn gia đình cô luôn luôn hồi hướng công đức mà cô đã làm nên để hồi hướng và cầu nguyện cho chư hương linh của chồng để luôn luôn được làm về cõi Phật. Vì vậy mà sư cô thấy với cái lòng hiếu đạo với gia đình cha mẹ và cái bổn phận làm vợ làm mẹ đã làm cho luôn luôn đến với gia đình cũng như tất cả gia đình đến từ khắp nơi, kể cả người em người cháu đến từ đất nước Pháp Quốc và cũng như gia đình tại đây cùng cô em gái rất là người thân là thường xuyên đến với Tam Bảo để hồi hướng công đức này đến với tất cả những chư hương linh, đặc biệt là cho người chồng hương linh của Phật Thanh Sơn được về Tây Phương Thịnh Độ. Sư cô cầu nguyện được tinh thần người phương tiếp nhận đạo sư và chư hương linh của ông sớm về, và cô cầu nguyện cho gia đình của hai chồng cùng tất cả gia quyến còn lại được nhiều sức khỏe, an vui, thân tâm thường lạc và thân tâm thường tinh tấn và bồ đề tâm kiên cố, và sức khỏe được kỳ nào thân tâm thường được vui vẻ và làm sự khác thường quý cùng tất cả những Phật tử tại các đường.
Tôn đức tăng ni tam bái.